Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Suy niệm: anh em đừng sợ. Tin mừng hôm nay là đoạn tin mừng có nhiều chất an ủi nhất trong toàn bộ tin mừng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị rất thích đoạn tin mừng này. Ngài đã chọn để đọc trong ngày lễ đăng quang của Ngài. Chỉ trong một đoạn văn vắn như thế mà ba lần Chúa Giêsu bảo các môn đệ đừng sợ. Mệnh lệnh thứ nhất được ghi ở trong câu: vậy anh em đừng sợ người ta. Đừng sợ, lý do vì chẳng có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, và chẳng có gì kín đáo mà sẽ không được biết đến. Khi nói như thế, Chúa muốn nói rằng sự thật sẽ toàn thắng. Châm ngôn Latin có câu: sự thật là vĩ đại, sự thật sẽ toàn thắng. Khi vua Jacobe hăm dọa treo cổ hoặc lưu đày André Méville, ông đã nói thẳng với nhà vua: vua không thể treo cổ và lưu đày sự thật được. Khi chôn Gioan Knop, người ta đã nói về ông như thế này: đây là nơi an nghỉ của một người kính sợ Thiên Chúa đến nỗi không bao giờ sợ hãi trước mặt loài người. Chứng nhân của Chúa Kitô là người không biết sợ, vì biết rằng sự phán xét đời đời sẽ điều chỉnh lại sự phán xét tạm thời. Mệnh lệnh thứ hai nằm ở trong câu: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Một cách đơn giản, điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây phải hiểu là không có hình phạt nào của con người có thể so sánh được với số phận tối hậu của một người dám phạm tội bất tuân đối với lệnh Chúa truyền. Con người chỉ có thể giết chết được thân xác, Thiên Chúa mới là đấng có thể lên án chết cho cả xác và hồn. Trong cuộc khởi nghĩa Maccabe, lúc phải chịu chết vì đạo, bảy anh em trong gia đình đã dùng những lời như thế này để khích lệ nhau: đừng sợ những kẻ tưởng có thể giết chết được chúng ta. Những cực nhọc và đau đớn khủng khiếp của phần hồn trong sự trừng phạt đời đời đang chờ đợi những ai dám vi phạm giới răn của Đức Chúa Trời. Mệnh lệnh thứ ba nằm ở trong câu: vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đừng sợ vì Thiên Chúa luôn chăm lo cho những ai biết phụng sự người. Matthew nói: hai con chim sẻ được bán để lấy một xu, ấy thế mà có con nào rơi xuống đất mà Chúa không để ý đến đâu. Luca diễn tả lời Chúa nói một hình thức khác: năm con chim sẻ há chẳng bán được hai đồng sao, thế mà trước mặt Thiên Chúa không một con nào bị bỏ quên. Chắc chắn khi Chúa phán những lời đó, người Do Thái hiểu rất rõ. Chẳng có dân tộc nào hiểu rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của Thiên Chúa đối với con người
bằng dân tộc được Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt. Trong sách của các Rabbi, người ta còn đọc được câu này: Chúa Giê-hô-va nuôi cả thế giới từ cái sừng trâu cho đến cái trứng rận. Như vậy thì chúng ta còn phải sợ ai? Nhìn lại lịch sử của giáo hội, chúng ta đã thấy có rất nhiều anh hùng. Đầu tiên là nhóm 12, ngoại trừ một mình Giu-đa. Giu-đa có tội bán Chúa. Còn các tông đồ khác, các ngài đã trung thành tới cùng. Mặc dầu trên con đường theo Chúa, họ có cả những lỗi lầm. Chúng ta còn nhớ lời tuyên bố thật rõ ràng của Phê-rô và Gio-an trước Thượng Hội đồng của người Do Thái: Chúng tôi không thể không nói lên những điều chúng tôi đã mắt thấy tai nghe. Sau đó, chúng ta được chứng kiến những trang sử hào hùng của ba thế kỷ đẫm máu, thời giáo hội phải thở bằng máu. Dù bị phanh tay phơi xác, các anh hùng tử đạo vẫn luôn trung thành. Nhìn vào giáo hội Việt Nam, những trang sử ban đầu cũng thế, nhưng đó là trang sử hào hùng để lại cho những thế hệ mai sau một niềm tự hào thánh thiện, vì họ là dòng dõi của những tổ tiên anh hùng. Cách đây không lâu tại Algeria, một nhóm tu sĩ Chapter bị nhóm Hồi giáo cực đoan bắt cóc, và sau đó Bộ trưởng Nội vụ Algeria tuyên bố là đã tìm thấy 7 xác đan sĩ đã bị giết. Trong một lá thư gửi cho gia đình cách đây 2 năm, một tu sĩ trong nhóm bị sát hại đã viết: Nếu con có chết thì cũng đừng coi cái chết của con như là một sự tử đạo. Việc tử đạo quá dễ. Nhưng hãy coi cái chết của con như là việc hoàn thành một hy tế mà Đức Giê-xu muốn con cùng dâng hiến với Ngài. Lạy Thiên Chúa, đây là lời con cầu nguyện. Xin tận diệt trong tim con một biển lận tầm thường. Xin cho con sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho con sức mạnh hiên ngang để tìm tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho con sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy. Xin cho con sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho con sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn. Amen.